Rồi, đây là đã bắt hoàn thiện bộ kẹp sim trước vào cụm đầu. Và nhờ có lò xo nên bánh xe rãnh rulo rãnh trước sẽ luôn luôn ép chặt vào rulo rãnh sau. Chỉ khi nào chúng ta dùng tay đẩy thì mới nhả rulo ra, còn bình thường nó sẽ ép chặt lại. Ở đây có một cái khóa và con ốc để chỉnh chỉnh mức độ đè của lò xo ép vào rulo rãnh sau. Như vậy chúng ta cần lực đè mạnh thì mở ốc này ra và vặn tiếp cái này vào, vặn co vặn vào tùy theo sim dày mỏng mà các bạn chỉnh lực đè mạnh nhiều hay ít. Sim càng mỏng thì chỉnh lực đè nhẹ lại, sim dày thì các bạn chỉnh lực đè vừa đủ. Càng vặn vào thì lực đè vào trong rulo đằng sau càng lớn. Ở đây quá nhiều rồi, vặn vừa nhẹ lại thôi. Cái này tùy theo tình huống thực tế nha, mà các bạn chỉnh nhiều hay ít, không nói trước được là các bạn chỉnh bao nhiêu là đủ. Hãy chỉnh theo thực tế. Khi mà sim nó chạy qua đây bị nhăn thì các bạn chỉnh nhẹ lại. Còn sim mà xuống không đều thì các bạn chỉnh tăng lên. Sau khi chỉnh xong, siết cái ốc này lại, khóa chặt lại để cho quá trình vận hành không bị trôi ốc.